chào anh em biker cả nước. Tôi xin giới thiệu là team câu lạc bộ Go Family thành phố Hồ Chí Minh. Tên là Nguyễn Mạnh Đức. Cho em hỏi anh cảm nhận như thế nào về chương trình lần này của Honda Nippon? Chương trình năm nay của Honda tổ chức rất là chu đáo. Anh em tất cả đa số đều hài lòng về chương trình của chúng ta lần này. Khúc touring từ Sài Gòn đến Vũng Tàu thì anh cảm thấy là mình đi với anh em như thế thì rất là anh em đi tour này rất là phấn khích, bởi vì đoàn đặt xe rất là đông và đủ loại các hiệu xe, nhưng mà trong Honda là chuyện nhất. Qua đó là có đoàn Harley, Ducati, đoàn Seaboard, nói chung là các loại xe làm cho anh em rất là phấn khích. Hoạt động nào trong sự kiện Vũng Tàu Big Bike Mania là anh thấy yêu thích nhất ạ? Từ hội chợ, giải trí, stand hay là trải nghiệm xe? Thì tất cả hoạt động nó đều mình thấy đều là sôi nổi. Riêng đêm rock là làm cho anh em thích nhất. Chương trình này thì ý nghĩa như thế nào với cộng đồng anh em biker mình? Nó sẽ thúc đẩy cho cái phong trào anh em yêu mến xe mô tô nói chung, và anh em cộng đồng My Family sẽ nói riêng là rất thích, để anh em cùng chung tay làm cho mạnh cái phong trào mô tô của Việt Nam. Em nhờ các anh nói một đồng thanh hô một câu là cảm ơn Honda Big Bike Việt Nam. Okay, yeah. 1, 2, 3. Cảm ơn Honda Big Bike Việt Nam. Bye bye. Rồi mọi người xem qua luôn, đẹp. Rồi cảm ơn. Xin cảm ơn. Và tin rằng có một số anh em family hôm nay bằng không đi ạ. Quay vào một lần nữa để chung vui với kỷ niệm 3 năm của câu lạc bộ của Family. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng giơ cao những cánh tay, hãy cùng hát bài ca mừng sinh nhật của câu lạc bộ Mô tô Family được không ạ? Công tác xã hội xong mấy anh em ngồi chém gió cực mạnh luôn ha. Gió mà bão luôn chứ không phải là gió nữa. Bây giờ năm nay hạn hán quá mà mấy anh chém dữ quá. Nội dung nhạy cảm là không được lên sóng. Canh này là phải nổi chắc. Nè anh Đức giống đi đám cưới anh Đức. Anh đi dẫn đoàn mà sao đi đám cưới vậy? Mà đó là tất cả các sinh viên, sinh viên nè. Ok, rồi. Anh cho lại cảm nhận hôm nay ngày vui của sinh nhật Moto Family. Anh có vài phát biểu cho vui anh Đức Nguyễn. Rất là câu lạc bộ. Khi được anh em biker các tỉnh thành và các nơi cũng như là thành phố đến về dự. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không biết nói gì hơn, rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc không? Rồi cảm ơn anh đã phát biểu. Đây một con xe rất là khủng. Xin chào tất cả các anh chị đại diện cho câu lạc bộ mô tô thể thao đến tham dự ngày sinh nhật của và đặc biệt là tất cả anh em hội viên của câu lạc bộ mô tô Family và gia đình. Thì hôm nay em xin báo cáo cho mình đây. Thì đầu tiên là xin chào mừng tất cả chúng ta cùng đến dự sinh nhật của
lắm. Có lẽ trước tiên mà mọi người xin nói vài lời á, thì tôi cũng xin hỏi anh Đức á, là hôm nay anh trả thù lao cho anh xin bao nhiêu tiền để lát tôi xin anh kia luôn nha, nói không được thì bắt tôi lên nói. Thật sự mời lên nói mà nói trước chứ, không mời lên nói tự nhiên mời anh lên nói vậy. Nói chơi thôi, thì thật sự hôm nay thì rất là vui, rất là vinh dự được ban chủ nhiệm của câu lạc bộ ô tô Vanilli mời đến tham dự cái tiệc sinh nhật. Tôi tưởng rằng là nó không khí của cái không khí khác không khí này, nhưng mà tôi đến đây tôi cảm nhận được một không khí ấm cúng của một gia đình đúng mang đúng nghĩa của câu lạc bộ ô tô Vanilli. Chúng ta ngồi đây chúng ta cùng sinh hoạt với nhau với một không khí này tôi thấy thật là ấm cúng. Thì cái điều đầu tiên là chúc mừng kỷ niệm 3 năm thành lập, mà đúng lý ra mà theo như anh Ken đã nói là 5 năm thành lập của câu lạc bộ ô tô Vanilli.